Level 9 với ít rồi. LE và level 9 với ít. Ui. Đối tượng bị report là DMG nhưng lại là level 10 Facebook. Ok, level 10 Đó. Ngang Facebook. Leo Pass đây anh ạ. Leo 10 Facebook hiện tại Việt Nam mỗi Leo Pass là ngồi trên đấy thôi. Em xin chào anh Boman và anh Dũng. Cùng toàn thể anh em đang xem stream. Em tên là Dương. Hôm ni ngày 24 tháng 5 vào một buổi chiều thứ hai, trời âm u không nắng cũng không mưa. Bố khỉ cay thật. Kiểu giới thiệu cái thứ mượt mà mình tưởng là vào kiểu vào câu vào chuyện vào đề luôn. luôn đúng Lại lòng kiểu giới thiệu không? xong đến đoạn này ông lại vòng ngược đường về, ông lại vòng lại từ đầu. Bom rơi ở A nhưng quyết định phải chạy sót để nhà vào nhặt đây đúng Đúng rồi. Đầy tâm trạng. Em bật máy tính lên vào set go. Tiện tay vô Discord làng mình tìm anh em để giải tỏa tâm trí sau cuối tuần mệt mỏi. Em phai mắt và tìm được 5 anh em đồng bào cùng chí hướng với nhau. Em đã hy vọng vào một trận đấu thật bùng nổ và kịch tính. Và đúng như dự đoán, team bạn bắn bên em ngộp thở, thiếu không khí và phải thở bình oxy như dịch Covid đang căng thẳng bên Ấn Độ. Mấy đau đầu cân tải cân sức cho đến khi team bên kia có dấu hiệu bắn hơi Canada và làm bố simple. Bên em bắt đầu nản và có cảm xúc hơi thất vọng vì đồng bào. Em cũng không biết bạn ý Smurf hay là Pháp Sư. Em xin nhờ anh Bom và anh Dũng có thể kiểm tra mở ngoặc level 10 Facebook này, bởi trình độ check của em không được tốt cho lắm. Đặc biệt là round 10 và 13 bên T-side của bạn level 10 Facebook. Cuối trận bạn level 10 Facebook bắn 32 frag gồng gánh cả team bên kia. Em xin cảm ơn chương trình đã kết nối cho em đến anh Bom và anh Dũng. Chụp Chúc hai. hai anh sức khỏe và có một buổi ký sự gặt hái được nhiều hacker. Ok em ơi. Được, vậy thì nhưng mà ở đây là bạn này là LE nhưng mà tận phân phí level 9 Đúng rồi. mà bạn này chỉ có DMG thôi, còn level phí là không rõ đúng Đúng rồi, đúng rồi. không? Ok. Ok, chúng ta sẽ vào luôn. Demo tiếp Cẳng theo. tệ nhỉ. Thỉnh thoảng lâu lắm cũng được cái danh danh cao cao nhìn thích. Để xem nào. Đây là một demo bắn rank. Và bây giờ cái xã hội bắn rank nó cũng ảo ma lắm anh ạ. Em lâu lắm rồi em không dám vào rank nữa. Có đợt em một tháng em mới vào trận rank. Vừa vào phát gặp thằng nó quay cho phát là em đi ra luôn. Surrender luôn. Chịu thua luôn. Cảm thấy rằng kiểu Em xã quay hội cuồng à? xã hội nó không đủ ma nào để Quay. ăn vào ta là hành cây thật sự. Ôi nó có để tên là thực ra tôi bắn cung cư Cày thật. Trời ơi. Tôi gọi tôi bỏ qua vấn đề đấy đi. Tao bị report là thằng nào đi vào 10 Facebook là thằng nào nó cứ 32 mạng, có mỗi một thông tin 32. duy nhất là 32 mạng, Lại phải đi check, lại phải đi check anh ạ. Cày thật, để có tên khó chịu. Đủ ma để cái tên, thực ra tôi bạn cũng ngu. Khó chịu thật sự. Mẹ mày, lát mày gửi cho anh riêng cái link profile của bạn này, tôi đi tìm, tôi bảo Ui. đổi ngay cái bà ta đi. À, tên thằng bị report là level 10 Đúng Facebook rồi, đúng rồi, thì là đang đổi luôn. tên mà. Đây 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 đây. Em cứ tưởng level 10 Vic là một câu đá đều. Thằng Neopat mà không phải. Không phải, nó là Chúng ta tên sẽ vào đấy. đây. Đấy, bạn này quốc tịch Việt Nam rất là rõ ràng. Cũng hơi thiếu thông tin một chút tại vì ui giời. Private rồi. Private hết. Không có Giờ gì bạn này sống rất là kín tiếng, Đúng nội rồi. tâm. Ok. Cứ nhìn cái thằng thực ra tôi bắn cũng ngu nhìn cay thật. Cùng bên đấy, cùng bên đấy. Tôi quyết định này, khoan đã, anh sẽ bảo với Bomben nhé. Anh sẽ lát anh gửi cho anh xin cái link profile bạn này. Anh vào anh sẽ kết bạn với bạn đấy. Anh sẽ gửi cho bạn đấy một folder hình ảnh của anh để các bạn để thay dần. Anh có một folder hình ảnh của anh baby cư tề. Trông cái ảnh này khó chịu thực sự, tại vì cái ảnh này là ngày xưa anh trong một cái buổi livestream của mày, anh có chửi thằng PUBG. PUBG Đúng rồi. là mẹ mày đại vàng Việt Nam bắn như lồn. Lúc đấy là PUBG kiểu là Rồi đang rồi. tự hào về cái danh đại vàng của nó, Đúng thế là rồi. các bạn cho cái câu quất đại vàng Việt Đúng Nam bắn rồi, như đúng lồn rồi, đúng mà, rồi. xong trông mặt trông khó chịu thật sự. Ok, chúng ta vào nào, link vào 10 Facebook. Vô. Đâu rồi? Ba. Không có thôi, bật X-ray này anh ạ. Để Ban nhận đầu định bạn tình nhận định huống. tình huống thì mình phải bật X-ray.
con mè rất là vô giờ này, con mè. Ờ, nghe thấy không? Chắc nghe thấy. Rất là hợp lý nhá. Kiểu như là chẳng ai cản mình. Bên kia cứ kê lại thì lại bắn nhau. Bên kia không kê nữa thì chạy. Cứ né hết ra để em tự đi. Mình tốt tốt phết, không phải đùa đâu. Ok luôn các bạn ạ. Đấy, anh nhìn không? Còn rồi Free Fire giữa mid quả này thì ra bắn ở bên trái. Mình rất là chuẩn luôn. Phải xem kỹ, phải xem thêm. Mấy cái stack cái kiểu của em này. Quả này kiểu stack này rất bắn anh em mình hay bắn này. Đúng rồi. Kiểu này thường rất chắc này. Kiểu này thường bắn là... đồng đội anh ạ. Kiểu này thường là anh chết trước, em chết sau rồi. Em cho anh lên, anh không lên rồi. Ôi, anh thấy không? Tự nhiên đi spam bên trái nhá. Ôi rồi, rất là buồn cười luôn. Rõ ràng hở khe trái đúng không? Khe trái là bình thường anh hở như thế anh sẽ nhìn. Kê vào đấy thôi đúng đi, không? Đi spam một cái góc gần gần đấy. Ừ. Rất là vô lý. Tại vì lúc đầu đang spam bên phải mà sao tự nhiên chuyển sang spam trái. Phải spam liên tục để chứng minh là mình có một thói quen. Như một thói quen. Nhà rất là chuẩn luôn. Đặt đâu định đặt ra, đâu, đặt đâu ra là... đó. Bạn này lại nếu mà cũng có một chút tâm linh, cũng một tâm linh trong. Ui, bắn trước luôn đấy. Không có biết người đằng sau khả năng sau ở chưa? Đang tập trung. Đấy, biết hết mà. Bắn trước mà anh, quả bắn trước ấy. Đấy, quả này em sẽ cho anh xem dưới góc nhìn của người bình thường. Đúng, mình phải xem lại không ít đây. Không ít đây nhá, anh sẽ được xem quả này. Mọi thứ nó gọi là chuẩn chỉ đến từng cm luôn. Đây rồi. Không ít đây nhá. Chúng ta hãy làm một người bình thường. Ok. Đấy, đang kê phải. Bò ra đúng thật luôn thì tự nhiên lại bảy tấm sang trái, bắt đầu spam ở bên trái. Hôm này là ông kê sau lưng cùng. Đấy, quả đấy free fire luôn này. Rồi, tiếp tục. Thấy không? Vãi trưởng không? Anh nhìn bàn kinh không? Diễn viên cái gì anh em? Trời ơi, đấy, phải ngó về sau. Ngó về sau đặt tâm cũng tốt. Ủa, thấy không? Toàn free fire, thấy không? Đến cả cái thằng chạy ở giữa đường vẫn free fire được. Đấy, bắn trước nhá, chưa ra nhá, bắn đấy đấy rồi. Ông kia chưa ra bị bắn vào đầu rồi. Anh nhìn không? Ok, cứ xem thêm đi. Bây giờ xem thêm là bạn này ở khu vực có phải cầu diễn không? Bạn này thì lại nó còn diễn viên nó phải phân hạng ra. Nó phải có hạng A, hạng B, hạng C, cũng phải giải đấu, giải nọ, giải kia. Trận này có vẻ trông cũng khó khăn đấy. Không thấy đâu. Trời, ôi này hai lừa. Nét à? Trời ơi. Lại kinh nghiệm nét à? Nét bị quần à? Trông nó khó, trông nó bị gượng ấy. Hay Free Fire. Nhưng mà trông nó bị gượng ấy. Anh hiểu không? Thì những cái đào trước. Ui, đào trước hơi quá đà ấy. Thì thể hiện mình hay Free Fire. Nó mới chuẩn thôi. Ui. Đông nghe tiếng cứ cho. Lắc súng à. Sao lại lắc vào đấy nhỉ? Kiểu đang cố diễn anh hiểu không? Để cái round vừa rồi là mọi thứ là chỉ gọi là trùng hợp thôi. Mình là một người hay Free Fire. Nó may mắn round rồi trông nó ảo diệu quá. Móc vào. Còn làm gì mà này biết ngay mà. Đi đầu phất pích như này nó rất là dễ gọi là phát hiện ra. Ngồi đấy kê boiler làm cái gì? Anh nhìn quả này buồn cười không? Anh nhìn quả này rất là buồn cười không? Đồng đội đi boiler. Hai ba thằng boiler. Ông này ông không kê nổi, ông cứ nhìn hướng boiler thôi. Hay không? Anh thấy không? Đấy, cứ nhìn đầu tường, cứ nhìn hướng boiler thôi. Không kê nổi, trong khi đó đáng nhẽ thằng này là một thằng của mình. Kê cho đồng đội đặt bom ở nối là sợ nhất. Đấy. Đấy. Ông này rất là chịu khó.
Nhân nhà, nhân nhà. Để xem quả này kê đâu chứ. Bây giờ thì kê boiler thì được. Đổi trạng thái nhanh thế. Nhìn thấy gì à? Anh có nhìn thấy gì không? Anh chỉ thấy nó quay ngoắt đi một cái. Nhưng anh có nhìn thấy ông trên lầu không? Anh đã nhìn thấy gì chưa? Anh tình huống này tí nữa em phải tua lại chậm lại. Sao lại có cái tình huống nó nhạy cảm? Nhanh nhạy cảm thế nhỉ? Một người đàn ông nhạy cảm thế. Quả bóng trách nhiệm lăn thật nhạy cảm thế nhỉ? Trời ơi. Sao lại thế nhỉ? Cứ thế đấy. Anh chưa? Không kể nổi luôn. Chỉ có hai bên này thôi. Ôi tâm tưởng. Ui dồi ôi. Ông bà mách bảo. Ông bà bảo là kê lầu đi. Đây bắt đầu. Trời ơi. Ông bà bảo là cứ lầu đi cháu. Giết một lầu rồi. Bây giờ lại nhạy cảm anh ạ. Lại nhạy cảm lại kê lầu tiếp. Mà đồng đội lại đứng kê lầu rồi. Như này em không ai kê lầu. Giết một thằng không ai có thằng thứ hai. Người đàn ông nhạy cảm. Nhạy cảm thật. Đổi vị trí. Nhưng vẫn cứ là kê lầu. Ông bà bảo là Đây. Xem lại con này. Anh đang nhìn cái gì? Có lộ cái gì không nhỉ? Ông bà report. Con này em không biết nó có lộ cái gì không. Tắt đi rồi đi chẳng. Từ. Để cho nó lên một phần lại. Lên đầu là phần cái di chuyển rất là khéo nhá. Cái ông số 4 này. Quắc từ đầu đến cuối. Anh phải hiểu ông số 4 này đây. Các bạn nhìn thấy ông số 4 đi như thế này. Đấy. Ông này cứ đặt tâm vào tường thôi. Ông số 4 ông quắc. Ông quắc như này. Ông chả lộ cái tiếng gì. Ông này. Đấy. Ôi chả nhìn cái gì. Chưa nhìn cái gì. Cứ kê thế. Ôi. Là tâm đúng kiểu là đang sẵn sàng đúng không? Đứng dậy là bắn luôn. Sẵn sàng chọc cờ luôn. Ông bà báo. Ông bà báo anh luôn. Anh nhìn không? Kiểu diễn viên ấy. Diễn nhưng mà lại đéo biết diễn. Nó bị lon. Bạn này với cả cái lốp buổi sáng nó giống nhau. Bị lon. Cứ xem. Quả buồn cười vãi. Đây. Đặc biệt là quả này. Đấy tự nhiên đi kê lầu. Trong đồng đội đang kê lầu chả có thằng nào đi kê lầu ở đây làm gì. Nhưng phải có một cái đấy. Cái tâm lý diễn ấy, là cái cực kỳ khó. Để nhiều khi biết ở đấy rồi mẹ cứ phải nhân nhá đủ thứ xong rồi chờ ra mới được bắn đúng không. Đấy tâm lý diễn nó mệt lắm. Các bạn phải thật sự vững mới tâm lý diễn được ấy. Đây là thực ra là nếu bảo cách quay tâm, cách vẩy tâm, đặt tâm thì không phải là kém. Mà vẫn phải thích cái. Đấy. Vẫn phải thích kiểu gọi là đúng rồi mọi thứ động tác là cũng có đây cũng các bạn thấy không cứ free fire lại biết lúc nào phải free fire để hiện tăng đây nhìn nó tanh vào bên này đấy check góc nhá vẫn biết check góc nhá chứ không phải là không phải là kém quá đâu đến đoạn đấy thì anh nhìn không mấy đoạn trước là nhá ra để check nhưng đến đoạn cái cột đấy là nhá ra để bóc cò không cái quả cột đấy anh phải nhìn kỹ là nhá ra lại giật vào để cho thằng kia bắn trước một nhịp đi xong bóc cò xong đồng đội giết mà đấy nhảy qua còn kéo luôn bằng nó luôn mà tăng ở city cơ giật, là định chơi nhưng mà nhìn thấy thằng city của đấy không có city là kiểu gì cũng băng qua đấy làm tới đấy xem nào ui chuẩn chỉ luôn diễn viên giờ nó là đam mê. Nó còn bắt thằng kia bằng được. Bắt bằng được anh. Sống cho sống luôn. Đi xếp súng với những ông này cũng hơi mệt các bạn. Không ném flash nữa. Anh nhìn đâu, không ném flash mid biết sao. Làm gì có thằng nào mid mà ném. Vẫn ném bom chuẩn chỉ chứ không phải là bắn vớ vẩn đâu nhá. Bom mìn cái thứ ném chuẩn chỉ, bách về. Đúng kiểu là tao là thằng biết chơi. Mỗi tội là tao... mắt tao kiểu nó mắt cú mèo nó hơi tinh một tí thôi chứ còn không phải đây là rõ ràng là không phải là một thằng gọi là level thấp trong đó trận này rất là nhiều Nova MG thứ nhưng ông này không phải như vậy ông này đúng là kiểu gọi là khoảng là M2 hoặc có thể là đến được gần đến DMG nhưng mà ông này lại có thêm một cái những cái đam mê riêng khác người thường một tí. Anh mới bắt đầu thể hiện nhìn những cái quả đứng ở những cái góc mà kiểu nó khuất như này ra dễ mà một cười vãi những pha xử lý rất là hài hước luôn đây xem này các bạn kia lại đi quắc lâu hiện tao hay là tao kê lâu tính tao như vậy nhưng mà anh có thể thấy không cái quả trước là chỉ kê thôi quả này là cứ thế spam thôi không có địch nhá luôn luôn có một đặc điểm là không có địch thì sẽ free fire nhưng đến lúc có địch là không free fire nữa nó lại giật vào một cách rất là hợp lý tâm linh bây giờ bắt đầu bên kia full buy này ngồi xem này ui hai off luôn để xem chống đối với hai off kiểu gì nó mít chuẩn mà em lửa luôn cẩn thận luôn ui giật luôn này
giật về dẻo thế. Quả đồ ăn flash cũng bảo là ừ. Ui. Ui. Không không nhớ đâu có tiếng zoom. Nhớ đâu có tiếng zoom. Phải nghe, phải nghe. Không phải tiếng zoom mà có thể là nổ ọp trước rồi. Quả rồi đây đây đây, quả này em phải nghe. Chúng ta phải nghe thật kỹ tại vì quả này ông này ăn flash nên rất là khó nghe được. Được 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 được, hiểu. Bác sĩ Bomberman còn phải mang cả máy nghe tim của các bạn. Không có tiếng anh ạ, không có tiếng, vẫn ném nết. Không có tiếng, tại vì sao ông này lúc kể cả bật zoom lúc đầu thì thằng này ăn quả flash rất là trắng là anh sẽ bị in tai, anh không nghe được cái gì cả. Anh hiểu không? Đấy, nhưng mà tự nhiên anh đi ném con nết đấy. Bác sĩ Bomberman đã đeo cái tai nghe của... Nghe tim, nghe nhịp tim, nhịp tim, nhịp tim. Tim ngừng đập, mà đấy. Không có tiếng. Không có tiếng, không có tiếng, tim đã ngừng đập rồi. Vẫn ném quả nết, đúng kiểu nhạy cả. Nhạy cả. Đấy, xong ra mà. Thấy không? Mà chết lần sau rồi. Không biết tuốt. Anh thấy không? Toàn Free Fire kiểu mất dạy thôi. Cái tường của địch bị qua, nó mắc kê thì đéo bao giờ qua. Đấy, biết đấy. Thì kéo ọp nhá, anh thì em xử lý tình huống này như nào. Ui giời ơi. Ui giời ơi. Đéo lắc. Tức là bình thường nếu mà lắc hở trước là anh nghĩ là bắn cái Free Fire góc cao đúng. Trước xong nó mới góc dưới. Trời ơi, rõ chưa? Rõ chưa? Đấy, ấy, nhìn đấy. Tấm. Đây gì đâu? Đó, đi đó, qua đó. Nhá. Nó không trích một tí nào gọi là city hay cái gì, nhìn thẳng vào trong ngách luôn. Đúng rồi. Bố mày biết hết. Tâm này là tâm linh. Nhà mày ở đâu? Địa chỉ rồi. Như thế nào? Con ai? Các kiểu tâm là tâm nắm hết. Tâm này là tâm chờ tâm đợi. Bên này anh chuẩn bị nhìn này, đấy, nó nhìn vào tường này. Thì nó giật ra là bắn chết thằng ọp. Đấy. Ủa. Đây, chỉ có này cũng căng này, hai bên này. Để xem. Hai ọp luôn nhá. Đây 2v3 anh ạ. 2v3. Càng lắm. Rồi. Xem ai vào trước nào. Ai. À là con mèo kia nó bắn tốt. Trời ơi. Diễn viên này muốn diễn gì mà. Chưa đủ. Nói thật ra là khó diễn lắm như các bạn. Hack diễn mà dễ. Đấy, quả này nó lại không ném quả nết vừa đấy. Anh nhìn thấy không? Quả vừa đấy nhá, rõ ràng nó đã ném quả lửa rồi. Đúng rồi. Nó lại đi ném quả nết, rất là vớ vẩn. Nhưng quả này nó lại không ném quả nết đấy nữa. Đấy. Xem cách nó lên ném quả nết đấy. Nó giết ngay. Đấy. Xem cách xử lý. Đấy, quả này có một bao cát nhá. Nó có chuẩn bị nó vào bắn vỡ mồm bao cát. Bị đồng đội của bạn. Anh thấy không? Không Free Fire vào bất kỳ chỗ nào đấy nhá. Khác hẳn nhá. Tất cả những cái round trước nó vào là lúc nào nó bắn. Check. Nó bắn. Không, cầm dao để tại sao cầm dao quả này, anh biết không? Nó biết thằng kia không smoke thì nó để nhảy qua. Để gọi là để thằng kia không bắn được. Chết thấp hơn. Đấy. Tâm chờ tâm đợi, tâm đón. Tâm đón. Người ngửa đừng về luôn, đón luôn. Động tác các thứ cũng ok mà sao mà. Diễn muốn múa nó thế mà, mấy cái thằng thích múa nó như này này. Các thằng múa trung ương à? Ủa ôi ôi ôi. Lên để cố gắng ném quả nết vào mặt thằng kia đấy. Nhưng vấn đề là không biết thằng kia ở trong lầu không cảm giác cái không gian xem, tốt xem. Đấy, rao này. Gọi là bằng chết hành bê mà. Nào, Free Fire ở đây luôn. Free Fire chuẩn Tam Minh luôn. Nhớ một thằng kia mà rao này. Free Fire 2 băng đạn. Còn băng đạn còn lại thì bắn tâm linh. Đấy, quả này anh nhìn thấy nhạy cảm không? Giật lại nhạy cảm không? Giật lại không? Mà nó tâm nó quay hẳn sang bên đấy từ trước cơ, nó nhảy tâm nó kê ngược về đấy luôn. Có một tí giật, có một tí giật. Sao không bay mà tay lại cứ lắc ở đây các bạn ạ? Nó bị chậm chuẩn. Khéo cực kỳ luôn. Quả này nó bắn rất là khéo. Nhưng mà vấn đề là thằng kia lại di chuyển cái quỹ đạo hơi dị. Hơi dị đúng không? Bình thường là phải nhảy ra đấy chứ không phải lắc cột. Thì đang chạy ngang ấy, tự nhiên đồng kia ông ấy. Lắc cột. Đây, em sẽ tắt x-ray cho anh xem. Rất là nhạy cảm luôn này. Đấy. Đang nhảy nha, anh nhìn nha. Đang định bắn thằng ở trong bom, tự nhiên đấy. Quay tâm sang luôn. Đúng rồi. Đấy, tiếp tục này, quả này nha. Để cho độ 1/4 cho anh hiểu. Kê rất là đẹp, ông kia cũng đang chạy rất đẹp, tự nhiên ông kia lại lùi lại này. Đấy. Đấy, bắn trước. Đấy à. Góc này anh mới nhìn được nhá là bắn trước nhá. Tại vì đáng nhẽ là chuẩn là cái giạt da của thằng kia là nó sẽ giạt ngang à, thằng bắn sẽ đúng đón đầu. Nhưng thằng kia nó đang giạt thì nó lại lùi. Dần dần về, nó lại vòng qua cột. Nó lại lùi về. Chứ không phải nhảy qua song sắt. Ông này bị lỡ chớn. Chuẩn luôn. Biết nhiều thông tin quá cũng đúng khổ. Rồi, cũng khổ. Cũng nhà nghèo.
Đam mê dùng hack level 10 Facebook này. Việt Nam mình giờ chán nha. Thôi trường hợp này. Nhưng mà thằng này là không có thông tin gì à? Không anh ơi, có gì đâu. Thì... Đó. Chắc đây là biệt đội rõ ràng chơi cùng nhau rồi. Cái này toàn mấy ông Việt Nam chơi cùng nhau rồi. Chán thật. Cũng khó. Nói chung là nhớ đâu lại những cái trường hợp mà kiểu anh em mà mẹ đi tìm những cái lobby gần Việt Nam với nhau rồi rủ nhau. Ờ, nói chung là đúng rồi. Tóm lại là chúng ta khẳng định luôn là cái bạn này thôi, bạn này đấy, thôi. Tìm cùng nhau, chơi cùng nhau. Khổ. Đấy, tóm lại kết luận là trường hợp là bạn này hack. Thế thôi. Lạc nhau có phải muôn đời. Cố gắng diễn nhưng mà non quá. Non. Quá non luôn. Cũng cố diễn nhỉ. Cố gắng phết mà. Nó nhưng thật ra nhá. Phải nói thật nhá, anh em mình từ cái ngày bắt đầu làm từ ngày đầu đến giờ nhìn những cái kiểu profile nó cực kỳ vô lý ấy. Tức là bắn cứ loạn xạ lên, kiểu cứ nhặng xì quậy lên để cố gắng giấu giếm một cái gì đấy. Nhưng nó cực kỳ khó. Tại vì bất kể lúc nào đấy thôi, các bạn lại trở về những cái bản ngã của chính mình, đúng không? Trên dòng đời nó xô đầy. Khó lắm, tại vì đôi lúc cái game FPS này nó bị một cái là... Nó bị cuốn. Nó, nhiều lúc các bạn bị phản xạ tự nhiên ấy. Với cả cái tiếp theo nữa là các bạn chưa đủ trình độ để hack. Nên các bạn sẽ không có một cái logic của một thằng hack. Đúng rồi. Nên anh em nó sẽ bị vấn đề là... Đấy, biết nhiều quá. Biết nhiều quá. Khi mà các bạn có nhiều thông tin, còn các bạn sẽ không biết xử lý thông tin nào cho nó hợp lý. Tôi nói thật ra là một cái vấn đề mà vừa rồi tôi có đọc một cái bài... các bạn nhé, cái vấn đề về giả hack nhé. Tức là diễn... khi sử dụng phần mềm thứ ba, này đầu tiên đi đến thằng mẹ mày Forsaken nó còn đéo giấu được. Thằng Forsaken là thực ra là nó bị phát hiện khi mà cái phần mềm anti cheat đấy cảm thấy nó có quá nhiều động tác giống nhau lặp đi lặp lại. Đúng rồi, đúng rồi. Thì nó sẽ tạo ra một cái nghi vấn, và cái phải khẳng định với các bạn là hôm đấy là sếp mình anh Hoàn là trực tiếp xem cái trận đấu ngày hôm đấy. Vì sao mà anh Hoàn lại thích cái B5 như thế? Tại vì khi cái đơn vị ban tổ chức lên chỉ để check là gì? Phần mềm báo về là nó có rất nhiều động tác giống nhau trong các round đấu. Chỉ là báo về như thế thôi chứ không kết luận check hack gì cả. Là player này có rất nhiều cái động tác giống nhau trong cùng những cái hoàn cảnh như thế. Thì bắt đầu nó mới có câu chuyện là nó đi check thằng đấy. Chỉ lên chỉ để check thôi, lên stage chỉ để check thôi. Thì ông bị rén quá. Thì ông mới vội vàng ông khua tay múa chân để ông xóa đi. Xóa. Thì ở đây thì rõ ràng là các bạn phải nhìn thấy rằng là nó có những cái mà đấy nó tạo ra một cái lập trình mẹ mày về thói quen bắn. Ví dụ như ông liên tục verify vào những cái không đúng hoặc ông là bên B5 anti-cheat nó cũng sẽ gửi về. Đấy. Nhưng mà tiếp tục một cái vấn đề nữa, anh sẽ nói ở đây câu chuyện về diễn nhé. Vừa rồi em thấy có một cái team gì đấy mà bị ban vì bán độ diễn đâu nào. Bên đâu nhỉ? Bên gì mà hôm trước anh đọc HLTV cũng thấy nguyên một team bị ban này vì diễn kiểu bắn cứ sấy lung ta lung tung lên. Đấy, tức là ý ở đây tức là bạn phải đặt ở một cái trình độ nào đấy cao vãi trưởng. Đúng rồi. Thì bạn mới có cái câu chuyện là trong cháp có cháp rồi là trong cái nọ có không có cái kia. Tức là diễn lúc đấy nó mới. Tôi nói thật với các bạn nhá. Ở đây ví dụ các bạn nhiều khẳng định là nhiều bạn cũng thế, team thua lên mà ủi chúng nó bán độ. Tôi đố các bạn tìm ra được một cái gì anh đấy. Em bảo team một tàu. Đúng rồi, team một tàu đấy. Đúng rồi. Cứ bắn qua sời mốc xấy lung ta lung tung lên để thua lại đấy. Ở đây rõ ràng ví dụ như nhiều bạn cũng nói rằng kiểu các team tay ở cao có một cái dấu hiệu gì đấy, nhưng mà tôi dám khẳng định các bạn chẳng bao giờ mình tìm được một cái gì đấy rõ ràng. Và dám khẳng định như thế tại vì nhiều khi với bọn pro về ở chung tầm tay ở top đúng không? Lộ ra một tiếng thôi có khi đã mất cả cái round đầu đấy rồi. Chứ không phải như anh em mình đây ngồi nhìn mấy thằng Trung Quốc hôm trước nó diễn buồn cười. Sấy cứ cầu vòng khuyết Tuấn Hưng nữa. Cứ một cái cầu vòng ví dụ về bom men đang đầy. Thế cứ cầu vòng quá đầu. Diễn thực ra là nó không cẩn thận ấy. Nó giống như kiểu là chỉ cần kết quả này đúng không? Nó sẽ làm mọi thứ để như thế. Nhưng mà thực ra là nó nên có một cái kịch bản. Đúng rồi. Nó phải có một kịch bản bạn, chi tiết. Bạn thua ở round nào, round eco round nào đấy, thì nó sẽ được mất, bạn sẽ mất mấy round nào. Nó sẽ có kịch bản thì nó sẽ chi tiết hơn, nó sẽ khó hơn. Đây các ông là kiểu... Bạn lỡ mẹ lên đến 15, xong rồi phải diễn lố. Khổ.